Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ tử tù Hồ Dinh Hải và kế hoạch về sầu thoát xác của hung thủ hơn một tuần trôi qua, dư luận trong và ngoài nước vẫn tiếp tục chống lại kết luận của Hội đồng Thẩm phán về phán quyết không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và y án đối với tử tù Hồ Duy Hải trong phiên giám đốc thẩm kéo dài từ 6 đến 8 tháng 5 năm 2020 vừa qua. Đây có thể được coi là vụ án đã bộc lộ hết bản chất rất man dợ của nền tư pháp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ vì vụ án kéo dài 12 năm chưa có hồi kết mà còn cho thấy sự lấp liếm của những kẻ nhân danh công lý nhưng đã hành xử theo một mệnh lệnh của một thể chế độc tài chứ không bằng trái tim nhân bản của loài người. Nếu là một thể chế đặt trên nền tảng nhân bản coi trọng quyền sống của con người thì chắc chắn đã không có phán quyết quỳ kỳ quặc rằng vụ án đã có thể sai sót về tố tụng nhưng những sai sót đó không làm thay đổi bản chất của vụ án. Điều mà dư luận phẫn nộ nhất chính là một khi 17 thẩm phán đã coi Hồ Duy Hải là tội phạm, thì dù có sai sót nhỏ hay lớn trong tố tục hay bằng chứng có yếu kém ngụy tạo đến đâu đi chăng nữa, cũng vẫn là một tội đồ mà thôi. Tính phi nhân bản của vụ án là nằm ở điểm then chốt này. Trong một nền luật pháp công minh, tại các quốc gia văn minh nhân bản mọi yếu tố nhân chứng và vật chứng phải đủ tính thuyết phục cao tuyệt đối với tới độ không còn chút nghi ngờ hợp lý nào thì mới được kết án tử hình. Hồ Duy Hải là một trong số 144 người bị công an điều tra tỉnh Long An thẩm tra về hai tội hai trọng tội giết người và cướp tài sản, nhưng cuối cùng chỉ có một mình Hải bị truy tố với bản án tử hình. Đáng lý ra bản án tử hình của Hồ Duy Hải đã được thi hành nhưng đã bị dừng lại vì sự kêu oan của gia đình suốt từ những năm 2008 đến nay. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát tối cao quyết định gửi kháng nghị đến tòa án tối cao yêu cầu xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải dựa trên các lý do bỏ sót những chứng cứ của vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa ra một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ án. Nói cách khác, Viện kiểm sát tối cao cho rằng Hồ Duy Hải đã có nhiều sai sót trong xét xử trực tiếp ảnh hưởng đến giá trị chứng minh của các chứng cứ theo quy định luật pháp cho nên yêu cầu tòa án tối cao hủy các bản án sơ thẩm và phúc thẩm và cho điều tra lại để xử theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là một tiến trình hợp lý và nhân bản để tránh những bản án oan. Nhưng hội đồng thẩm phán gồm 17 thẩm án thẩm phán đa số là những quan chức cao cấp của đảng, không những không có khả năng về luật pháp mà còn là những con người máy làm theo mệnh lệnh đã chống lại đề nghị của viện kiểm sát tối cao. Khi những thẩm phán ngồi ở tòa án tối cao mà hành xử phi nhân như vậy thì những vụ án oan xảy ra ở các tòa sơ thẩm, phúc thẩm tại nhiều địa phương là chuyện đương nhiên. Theo nhiều luật sư cho biết là đa số những vụ án oan đều cho thấy các bị can, bị cáo đều tố cáo rằng họ bị cán bộ bức cung nhục hình nên phải khai nhận tội và đây là điểm chính yếu để buộc tội các nạn nhân. Sau đó, cán bộ điều tra chỉ việc sắp xếp hoặc ngụy tạo các chứng cứ gây án cho tròn kịch bản phạm tội của nạn nhân. Ông Nguyễn Thanh Trấn, một tử tù nhưng được minh oan mấy năm trước kể rằng ngoài việc phải nhận tội thì ông bị bắt phải tập luyện đâm hình nộm đến mức thuần thục Lý do nhận tội không chỉ ông Trấn mà những nạn nhân khác của bức cung nhục hình như Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén đã từng giải bày khi được minh oan. Nhận tội để sống còn có cơ hội để mà kêu oan. Ngoài ra, thủ thuật điều tra của công an là mọi tội phạm đều phải làm sao xác định cho có bị can hay bị cáo thì vụ án mới được gọi là điều tra thành công. Do cái gọi thành tích ưu việt của bộ máy tư pháp như vậy nên có những bị cáo như ông Bàn Văn Thái ở Bắc Giang trải qua 14 phê nhân xử và 14 lần ông Phản Cung cho rằng mình bị bức cung nhục hình. Sau khi được đình chỉ thi hành án vào năm 2015, trình bày với đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Bàn Văn Thái thuật lại rằng chính công an điều tra đã đánh ông như tử từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều, từ 1 giờ chiều ngày hôm trước đến 5 giờ chiều ngày hôm sau buộc phải nhận tội và chỉ nhận tội thì mới có thể sống để gặp được gia đình hầu nói mình không phạm tội giết người 14 lần phản cung cũng là 14 lần ông Thái đã phải chịu những trận đòn như tử mà ông tạ là bị dí rùi cùi điện nhiều lần vào ngực và có khi cả vào những chỗ kín tôi đau quá và phải nhận tội đúng là công lý xã hội chủ nghĩa đánh cho tới lúc lòi ra tội dù không hề phạm tội mới thôi hoặc đánh đến chết để vù tội dễ dàng nền tảng phi nhân bản phi công lý này bao giờ cũng đưa đến thành công tuyệt đỉnh trong việc truy tìm ra thủ phạm vừa đáp ứng được nhu cầu đạt thành tích bệnh hoạn vừa chứng tỏ được sức mạnh của guồng máy bạo lực để gửi đến toàn xã hội thông điệp đe dọa là thần phục chế độ thì sống cưỡng lại thì chết nhưng theo các luật sư thì không phải ai cũng có cơ hội được sống và kêu oan như những trường hợp hy hữu của các tử tù Nguyễn Thanh Trấn, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén. Có vô số tù nhân bị tử hình oan trái vì hệ thống tư pháp phi nhân bản dựa trên những ép cung xét xử cầu thả trong bộ máy tham ô lũng đạo. Ngày nào mà bộ máy tư pháp không được vận hành trên nền tảng nhân bản bởi những chuyên gia tư pháp độc lập thì dù có yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản Việt Nam nhảy vào can thiệp Các nạn nhân của nền luật pháp phi công lý và phi nhân bản tại Việt Nam hiện nay như Hồ Duy Hải Khó mà thoát khỏi án tử hình dù vụ án có được điều tra đem xử lại Sau khi luật sư Trần Hồng Phong công bố tình tiết mới được xem là căn cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải thì những bí ẩn của vụ án vẫn được thật sự đã hết bất chấp phán quyết cuối cùng được hội đồng xét xử giám đốc thẩm đưa ra khiến cho dư luận trở nên dậy sóng. Luật sư Trần Hồng Phong đã gửi kiến nghị cho rằng hung thủ là kẻ thuận tay trái và căn cứ vào kết quả giám định pháp y với vết cứa cổ của nạn nhân. Trong khi đó, gia đình của Hồ Duy Hải nói chắc chắn là Hải thuận tay phải. Vụ án bưu điện cầu voi lại nóng lên bởi sự kiện nghi can Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1979 ở Cai Lậy, Tiền Giang được xác định suốt 12 năm nay bỗng biến mất. Thay vào đó, một người tên Nguyễn Hữu Nghị sinh năm 1984 và nơi cư ngụ là Tân An, Long An cũng khác hẳn. Rất nhiều người bắt đầu tin rằng hai người này không phải là một và dường như Hồ Duy Hải đã suýt nữa trở thành hình nhân thế mạng cho một sát thủ chưa lộ mặt. Facebook cơ đỗ ngà có bài phân tích ngắn gọn với tựa đề về sầu thoát xác nội dung như sau. Ban đầu nhân chứng tên Nguyễn Thị Loan tố cáo Nguyễn Văn Nghị, thế nhưng công an điều tra lại mời Nguyễn Hữu Nghị lên làm việc chứ không mời Nguyễn Văn Nghị. Và tất nhiên Nguyễn Hữu Nghị có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm thật và anh ta đã được trả tự do. Và đây là bước đầu của kế về sầu thoát xác. Đến 12 năm sau khi mà tòa án tối cao mở phiên giám đốc thẩm thì Ban bồi thẩm này đã cho ra bản kết luận rằng theo kết quả làm việc của công an điều tra tỉnh Long An thì Nguyễn Văn Nghị không liên quan gì đến vụ án. Tức họ đã lấy kết quả ngoại phạm của Nguyễn Hữu Nghị gán cho Nguyễn Văn Nghị, thế là Nguyễn Văn Nghị vô can. Lấy chứng cứ ngoại phạm của kẻ có tên gần giống như nghi phạm rồi chính đánh cháo đối tượng. Thế là nghi phạm chính thoát chết và kế về sầu thoát xác này quả là vô cùng công phu. Nó kéo dài dòng dã hơn 12 năm và cấu kết hoàn hảo, liên thông từ địa phương đến trung ương. Ghê thật! Vậy Nguyễn Văn Nghị là ai mà chúng có thể phối hợp bài bản công phu nhịp nhàng và quy mô đến vậy? Facebooker Đỗ Ngà kết luận với một câu nghi vấn khác. Nhà báo luật gia Trần Đình Thu cũng đồng ý kiến với Facebooker Đỗ Ngà với dòng trạng thái in đậm, một chiến dịch về sầu thoát xác cho Nguyễn Văn Nghị từ 12 năm trước bằng cách nào? Một là dùng địa chỉ giả trong hồ sơ hay là hủy toàn bộ hồ sơ tại địa phương. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh tổng hợp một loạt sai sót về tên người dựa trên những văn bản chính thức của cơ quan công an tỉnh Long An. Chỉ riêng vụ án này rất kỳ lạ nhưng kỳ lạ hơn là hội đồng xét xử giám đốc thẩm lại vẫn xem là bình thường. Thứ nhất, lệnh bắt ghi là Nguyễn Duy Hải nhưng lại còng hồ Duy Hải thì cũng là Hải không thể hiểu sao lệnh bắt lại ghi nhầm họ. Thứ hai, cơ quan điều tra Long An lấy 4 chiếc nhẫn của Hồ Thị Thu Thủy, em gái của Hồ Duy Hải, đưa vào làm tang vật, khám xét, thu giữ, phục vụ điều tra. Thu ở đâu thì cũng là nhẫn vàng, có vẻ như với công an Long An miễn sao là vàng là được. Khi trả lại tăng vật người nhận lúc ghi là Nguyễn Thị Loan, lúc ghi là Nguyễn Thị Kim Loan thì cũng là Loan. Thứ ba, xe đi gây án đậu ở một chỗ là 62F60842, di chuyển nhảy số là 62F50842. Thì cũng là xe 0842, còn F mấy không quan trọng. Thứ tư, công an nói rõ có người bị mời là Nguyễn Hữu Nghị khi xử giám đốc thẩm 17 anh ra bản án nêu là Nguyễn Văn Nghị thì cũng là Nghị. Thứ năm, một chi tiết lạ lùng hơn là cáo trạng ghi ngược với lời khai của nhân chứng trong khi nhân chứng Đinh Vũ Thường ghi lời khai rằng không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người thanh niên, không thể nhận dạng chính xác, thì trong cáo trạng phiên dịch thành nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy bị can Hải ngồi trong bưu điện nơi xảy ra vụ án lúc 19 giờ 39 phút. Nói chung, có sai sót tất cả nhưng bản chất không thay đổi. Nói chung bản chất 17 anh đầu bò không thể thay đổi. Nhà báo Trần Đình Thu cũng đưa ra điểm vô lý đến mức khó tin nhưng không hiểu sao hội đồng xét xử giám đốc thẩm lại cho qua. Đó là tấm thớt dính đầy máu và lời khai rằng nạn nhân bị đập đầu. Ông viết rằng một tấm thớt lăn lóc trong hiện trường và chắc chắn dính đầy máu không thể không làm công an quan tâm. Tấm thớt này nhất định phải được thu giữ lúc đó và được lấy dấu vân tay kỹ càng. Nhưng hôm kia, ông Nguyễn Hòa Bình nói là điều tra viên không biết đó là hung khí nên không thu giữ. Cho đến 2 tháng sau khi bắt được Hồ Di Hải rồi lấy lời khai mới biết đó là hung khí. Các ông nghĩ người dân là con nít hay sao? Các ông quá coi thường nhân dân rồi. Sự thật là gì? Đó là do phải cháo Hồ Di Hải để giải thoát cho Nguyễn Văn Nghị nên mới có việc tiêu hủy các vật chứng đó mà thôi. Ông Nguyễn Hòa Bình à, cả một lực lượng cán bộ điều tra hùng hậu của một tỉnh điều tra một vụ án kinh hoàng như vậy mà không thu được chiếc thớt thì xin lỗi, nói có chó nó mới tin chứ người chả ai tin đâu nhé ông trong một tình tiết khác được nhà báo Trương Châu Hữu danh cùng nhóm báo sạch đã phân tích và tiến hành thực nghiệm điều tra độc lập nhà báo Trần Đình Thu viết cáo trạng biên cáo trạng biến Hồ Duy Hải thành thánh chạy xe khi phải chạy với tốc độ 300 km một giờ để đi giết hại cô gái theo cáo trạng thì trước khi chạy quãng đường 15 km đến bưu điện cầu voi thì Hải phải làm thêm việc 5 việc mà tổng thời gian vừa làm 5 việc ấy vừa chạy 15 km hết khoảng 16 phút 21 giây. 5 việc mà Hải làm trước khi chạy 15 km bao gồm thứ nhất cầm đồ vật đi cầm là cái điện thoại và phải để cho chủ tiệm cầm đồ ngắm nghĩa soi xăm soi và rồi trả giá bên kia kỳ kèo thêm bớt xong tháo sim ra xong lấy tiền xong viết biên nhận hết ít nhất 7 phút thứ hai chạy từ tiệm cầm đồ về nhà đổi xe mất ít nhất 2 phút thứ ba chạy đến quán cà phê rước bạn mất ít nhất 2 phút thứ tư chờ người bạn này đến một quán cà phê khác ít nhất cũng phải một phút thứ năm tới quán cà phê mới lấy tiền ra đưa cho bạn đưa tiền thì bên này hoặc bên kia phải đếm mất một phút như vậy 5 việc trên mất ít nhất khoảng 13 phút. Còn lại 3 phút 21 giây Hải phải chạy quãng đường 15 km. Vị trí là Hải chạy xe tốc độ 300 km một giờ để lao đến bưu điện cầu voi giết hai cô gái trong điều kiện đường thị xã nhỏ, xấu và lại là ban đêm. Một tình tiết mà cơ quan điều tra và hội đồng xét xử bỏ qua nhưng nhà báo Trương Châu Hiếu Danh vừa đưa ra phân tích với hình vẽ sơ đồ hiện trường cụ thể. Tình tiết ấy như sau, bản giám đốc thẩm bưu điện cầu voi nêu rõ Vân kéo cửa xuống xong thì đặt trái cây lên bàn salon và bị Hải giết. Sau đó Hải phải trèo qua hàng rào, chúng tôi kiểm tra thực địa thì đó là cửa song sắt ngăn giữa sân nhà trước với sân nhà sau rồi lấy xe đi về. Trong khi bản án mô tả Vân đóng cửa quấn bên trong thì chắc chắn Vân phải khóa cổng phía ngoài giáp với quốc lộ 1A về tâm lý không thể có chuyện tài sản cái xe còn lại ở ngoài sân mà không khóa cổng lại kéo cửa quấn Và nếu người bên trong không phải là người thân quen thì không có chuyện kéo cửa lại như thế Vậy thì Hải treo, treo cửa ngăn xong thì không có chìa khóa thì Hải lấy xe ra bằng cách nào Xem xét nhiều bài báo khác nhau về vụ án này tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đưa ra đề nghị cụ thể như sau Cần khởi tố ngay ít nhất là 5 vụ án để làm rõ mọi chuyện Thứ nhất, vụ án vi phạm nghiêm trọng pháp luật về phiên tòa giám đốc thẩm. Thứ hai, vụ án che giấu tội phạm trong quá trình điều tra, làm án và xử án sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm. Thứ ba, vụ án làm sai lệch hồ sơ hủy tăng vật, làm sai quy trình và quy định về thu thập và xử lý hiện trường, hủy hung khí, không phân tích mẫu dịch và máu thu được tại hiện trường, trong khi đó lại mua dao thớt và ghế để làm tang vật thu giữ cho đốt ngoài vườn nhà Hồ Duy Hải sau 2 tháng xảy ra vụ án để làm chứng cứ kết tội. Thứ tư, vụ án các điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư, công an chết bất thường sau vụ án tổng cộng 6 người. Thứ năm, vụ án cung cấp tin không chính xác cho báo chí định hướng dư luận trong đó cần phải lật lại vụ án nhà báo Hoàng Hùng, bút danh Nhã Phong bị vợ phóng hỏa đốt chết cháy trong một vụ án còn nhiều nghi vấn một nghi vấn mới lại gây nổ cái đầu của dư luận khi nhân vật mang tên Nguyễn Hữu Nghị đã khẳng định mình chưa bao giờ làm việc với công an, không như lời của đại tá Phạm Minh Tâm nói là đã làm việc và xác minh Hữu Nghị ngoại phạm. Bài bình luận của nhà báo Trương Châu Hữu Danh mang tựa đề Tôi vừa trò chuyện cùng với Nguyễn Văn Nghị với nội dung như sau: nhiều năm nay dư luận cứ loay hoay với nhân vật Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1978 ngụ tại Cai Lậy Tiền Giang. Nhân vật này xuất hiện ngay những ngày đầu xảy ra vụ án nhưng sau đó trong hồ sơ không còn nói đúng hơn là cơ quan tố tụng xác định không liên quan nên dẹp qua một bên. Tôi và nhiều anh em phóng viên cũng lần theo thông tin nhân thần thân nhân của Nguyễn Hữu Nghị nhưng nhân vật này hoàn toàn biến mất. Trên mạng bắt đầu theo dệt Nghị là cháu phó chủ tịch nước Mãi đến đầu tháng 5 năm 2020 thì một số đối tượng tung tin vịt Nghị là cháu nội của Trung tướng Nguyễn Việt Thành, tư bốn. Một số đối tượng hải ngoại còn nói nghị ở Canada, số khác nói nghị đang sống ở Mỹ. Các thuyết âm mưu đều được kích hoạt hết công suất và không cơ quan nào đính chính. Một lớp bụi bí ẩn liên tục được phủ lên nhân vật Nguyễn Văn Nghị càng lúc càng dày đặc. Bài báo tương đối đầy đủ của về Nghị đăng trên báo Công an Nhân dân của tác giả Nhã Phong với hành tung tương đối đáng nghi. Nhiều người nói anh Nhã Phong tiếp cận vụ án từ sớm và khá sâu nên sẽ có thông tin. Tuy nhiên, không ai có thể hỏi thêm điều gì vì tác giả Nhã Phong đã chết. Anh chính là nhà báo Hoàng Hùng, phóng viên báo Người lao Động. Bút danh Nhã Phong đã chết trong một vụ án rúng động dư luận cũng xảy ra tại Long An, bị vợ đốt. Những người có liên quan trực tiếp đến quá trình tố tụng giai đoạn đầu trùng hợp lại mất rất sớm, vụ án vì vậy lại phủ thêm một lớp màn bí ẩn. Hôm qua, nhóm phóng viên dân Việt đã lần theo nhân vật Nguyễn Văn Nghị theo thông tin báo chí đưa mười mấy năm về trước và hồ sơ 4.000 gia đình tại địa phương đã được lật tung. Kết quả không có ai tên là Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1978. Cuối cùng nhân vật nghị vụ cầu voi sinh năm 1984 và là Nguyễn Hữu Nghị ngụ tại cấp Hòa, tại ấp Hòa Ngãi, xã Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An. Lớp màn phủ lên Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1978 đã được vén lên. Tuy nhiên, Nghị sinh năm 1984 lại không hề gốc gác gì. Nghị là con nhà nông ở sát nhà tôi và con nông dân rật luôn. Không gốc gác gì, Ngày xảy ra vụ án Nghị cũng bị mời, mọi thuyết âm mưu Nghị là con ông cháu cha đều bị phá sản. Nghị học chung với em gái tôi từ lớp 1 đến cấp 2 luôn. Tôi danh biết Nghị khi tôi học lớp 3 trường làng và Nghị học lớp 1. Nếu tính đúng thì tôi quen biết Nghị đã 30 năm nay. Vì ngay từ đầu xác định Nghị là sinh năm 1978 và ngụ tại cây lậy nên mọi hướng xác minh đều trạch ra khỏi vụ án. Mọi thuyết âm mưu đều được bật lên trong đến Ngày dân Việt đi tận nơi lùng sục thì Nghị thật bất ngờ xuất hiện và làm chứng hưởng tất cả mọi người. Nghị sau vụ án vẫn sinh sống bình thường ở địa phương, bán bảo hiểm xe cơ giới ngay tại điểm đăng ký xe của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An và khách mối khá nhiều vì Nghị vui vẻ, nhiệt tình. Nếu nói gốc khác thì Nghị không hề có một chút số má gì, cũng gốc nông dân như tôi và nhà cách nhà tôi chừng 2km không có lý do gì để bao che cho Nghị. Chiều tối tôi gọi điện thoại cho Nghị, Nghị nói em không liên quan gì anh ơi, em chưa từng làm việc gì với công an cả. Nhiều người xưng là bạn anh và gọi cho em nhưng em trả lời em không biết. Nhưng vì sao có nhiều lớp màn bí ẩn phủ lên Nghị suốt 12 năm? Để dư luận mãi tập trung vào một nhân vật bất bình thường như thế thì mỗi người sẽ tự nghĩ ra những thuyết âm mưu mới. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của bạn ảnh màu tấm thớt dính máu rồi sự xuất hiện bất ngờ khiến cho xã hội bất ngờ đến mức chưng hửng không hề vô ích. Tôi biết sự thật đang đến rất gần với điều kiện công an và cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải vào cuộc. Cần lục lại tất cả những người bị được mời trước đây và làm lại toàn bộ việc nghị sinh năm 1978, cháu lãnh đạo cấp cao tồn tại 12 năm nay và chưa từng được đính chính để giải oan cho lãnh đạo gợi cho tôi những suy nghĩ khác dẫu sao lớp màn bí ẩn về nghị thật cũng đã được giải mã những bức màn khác rồi cũng sẽ được vén lên trong khi đó luật sư ngô ngọc trai lý giải tại sao nữ thần công lý lại bị bịt mắt và qua đó nhận định vì sao việt nam lại thiếu vắng công lý hình tượng nữ thần công lý trên thế giới có một giải băng che mắt một tay cầm kiếm và một tay cầm cán cân công lý lý giải tại sao nữ thần lại bị bịt mắt người ta đã cho cách hiểu rằng đó là để nữ thần được công tâm nữ thần không nhìn để không thấy biết anh ăn mặc ra sao kẻ giàu có hay là nghèo hèn kẻ quan chức hay là người bình dân người quen biết hay là kẻ xa lạ nữ thần bịt mắt để không thiên vị và nữ thần sẽ lắng nghe nữ thần công lý làm việc bằng cách lắng nghe và sau đó lắng nghe các ý kiến nữ thần sẽ thực thi công lý Nữ thần công lý bịt mắt làm việc bằng đôi tay. Theo đó, sự lắng nghe và điểm quan trọng nhất để thực hiện công lý. Vậy nhưng, xem ra lắng nghe lại đang là điểm yếu nhất của hệ thống tòa án ở Việt Nam. Hệ thống tòa án là một bộ phận của bộ máy nhà nước kém lắng nghe. Người ta chỉ muốn nghe những điều muốn nghe và không muốn nghe những ý kiến trái chiều. Những tiếng nói phản biện trái chiều có thể bị quy chụp xử lý về tội chống đối Tại phiên tòa, những lời nói khác của luật sư hay bị ngắt khi trình bày các lập luận thẩm phán chủ tọa thường lấy quyền điều khiển phiên tòa của mình để cản trở sự luật sư và làm rõ các tình tiết của vụ án. Lý do là bởi thẩm phán không đủ kiên nhẫn để lắng nghe vì diễn tiến của việc hỏi và lập luận sẽ làm rõ dẫn vụ án theo chiều hướng khác trái với hướng dự định của án bỏ túi ở những nước có nền tư pháp văn minh tiến bộ họ thiết lập hệ thống tòa án mà hoạt động của tòa hầu như không làm gì khác ngoài việc lắng nghe bồi thẩm đoàn ở các phiên xử chỉ ngồi nghe họ nghe bên công tố nghe bên luật sư và bên đặt câu hỏi và trình bày lập luận ngoài việc lắng nghe bồi thẩm đoàn không làm gì khác sau khi lắng nghe bồi thẩm đoàn sẽ biểu quyết về vụ án việc lắng nghe theo đó được coi trọng đúng như ý nghĩa của hình tượng của nữ thần công lý còn ở Việt Nam. Năng lực nắng, lắng nghe của tòa án còn là một điểm hạn chế và tương ứng với nó là khả năng thực thi công lý, luật sư Ngô Ngọc Trai nêu nhận định. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.